chồng nàng dâu. Đúng rồi hả? Tim cơ thôi, tim cơ. Nàng dâu cơ này bay mất rồi, bị Covid. Từ xưa đẹp lắm. Từ xưa năm đều cũng đẹp. Hài lòng về đàn dâu này không ngoại? Không. Bố thầy cô à. Nghèo hèn. Ủa gì vậy? Xấu xí. Cái ngày xưa mẹ chị phải đẹp được vạn lần con. Không. Mẹ xin trời ơi trời đất ơi. Ngày xưa là chưa có sắp, chưa có sửa gì hết trơn. Bây giờ mẹ sửa. Xưa mẹ chưa căng da mặt. Thôi làm lại ha. Ôi đừng chấm bà nửa già mà ngựa mà. Em cho tiền mấy người kia đẩy xuống dưới ruộng đúng không? Cho tiền ai đẩy xuống dưới ruộng? Mấy người này nè. Thôi má dần nghiệp má kéo chân xuống dưới ruộng cho ai đẩy. Thật ra không có ma già nào dưới sông, dần nghiệp má kéo má xuống đó má. Chưa xuống tầng 18 là hên rồi đó. Đi Diêm Dương ngồi dưới đợi bà xong thấy má Diêm Dương buồn. Tôi coi bà như má tôi mới dạy bà đó. Ý vậy không? Vậy có tóc bạc muốn dạy ai vậy? Muốn chửi ai chửi vậy? Để người ta chửi ai chưa? Bạn năm bao nhiêu tuổi mà áo đỏ? Năm bao nhiêu tuổi mà áo đỏ? Ủa ba nữ gì hiện hồn hả má? Kết cấu kết cấu hiện hồn gì hồn? Kết cấu rối loạn. Kết cấu là gì? Kết cấu là gì? Người to mà nhão có chút xíu. Nhão là gì? Nhão là gì? Lại uống cà phê rồi. Quê quá, chưa để gì vô chỗ. Trời ơi. Hay dạy người ta lắm. Bao nhiêu tuổi bảo đỏ? Như tuổi rồi. Không tương tác không cho vô miếng luôn. Ờ, nó kiểu hoài vậy, tao mồi hoài đó. 22 trời đó, nó nghe nhạc nó xài kiến không? Không có kiến, chịu khó bữa canh, bữa nào trời mưa, quy dụng nước dồn xuống, sổ nhan sắc của mình, hiểu không? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Già mà không nên hết, trời đất ơi, 70 chưa còn là lành bao nhiêu tuổi rồi. Đó có căm già mà căm tội nghiệp ghê không? Sổ văn khi nào xong? Để xong. Sổ nhân khi nào xong? Bí văn. Thôi tội nghiệp quá. Im đi. Ủa gì vậy? Không sao. Từ đầu bả chán rồi giờ chửi nhau đi. Đúng không? Để nói nghe sao ra cái vàng cái trắng vậy? Ủa? Thì cái ai cũng cái trắng cái vàng nè. Ủa? Không phải là cái thùng cái thòi. Chửi không có bên kịch hả? Dạ. Chửi ba đi em chửi tiếp anh. Mày hèn quá. Có mày sắp này hèn quá. Đúng không không mày. À, tự nhiên có máy quay cứ phải diễn xuất như vậy. Ủa chị em mình thương nhau mà mọi người. Ha anh Hà ha. Anh Hà, nãy giờ tụi anh em mình thương nhau mà. Đâu có gì đâu. Má má mày ưa má đâu má. Đâu biết nói gì được ăn chua luôn. Chữ chưa còn nhanh xong. Trời đất ơi. Anh nói cái tóc nó quăng lên chứ cái não phản lị vậy. Năm mấy năm má đâu ơi, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Tội nghiệp. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Hút thuốc này có gọi là chữa thẹn không? Lần đầu tiên trong cuộc đời đó mà em bị hai cái sân khấu dầm em. Vô đem nó chỉ con người, nó chỉ cái máy và đỡ quỳ. Để xem hai cái sân khấu này tồn tại được bao lâu. Mà chị tồn tại sân khấu nào vậy? Không, tôi không có sân khấu nào hết trơn. Một mình bả là một sân khấu rồi. Sân khấu cuộc đời diễn biết bao giờ mới xong. Để vô hòm thầy tụng kinh, còn vô cúng kinh thầy diễn tiếp mà. Để xem coi. Gì lắm. Đừng ngước cổ lên dạng ra tan kỹ. Chửi quần mày cũng chửi má tao vậy? Bạn hơn dữ chưa? À, con xin lỗi bác nha, nãy giờ con mua vui cho chúng bạn. Đang mệt lấy bác ra làm chồng người. Là tại bác mắc cười á, chứ đây đâu có ai mắc cười đâu. Nói gì cho vui coi. Anh liền. Nó nhớ là mắc cười liền quá. Vui quá à. Kinh kỳ dữ sức đi. Mệt lắm rồi giờ.
Trời ơi, cái bài hát này bình thường vô cùng, nó có gì mình thích hết trơn á. Nó được cái bài phối âm, phối khí này nghe. Nó like, nó Khmer, xong rồi nó khăn ra rồi, nó thấy nó hay hay nhộn nhịp vậy thôi. Còn nó hở giọng hát đặt hình cũng cũ kỹ, chả gì mới. Có gì đâu mà mới. Tóm lại là cái bài hát cũng được. Chả may nó hay tôi sợ đấy, cái bài hát này nó viral, nó hay thôi, tôi sợ vậy thôi. Thật hại. Rồi cái tôi, tại vì tôi cũng đóng trong MV, tôi sợ tôi nổi tiếng, đấy. Lại lây hết lên. Đấy. Mệt, mấy chục năm nổi rồi, ôi sự mệt lắm. Và đặc biệt nha mọi người, nếu bài hát này nó thành một bài hit thì nó hiện có 90% là nhờ tôi. Nhờ tôi. Thì bài hát này á, nói về tình cảm của mẹ con. Mà người mẹ là ở đã nuôi dưỡng người con thành tài được như vậy. Và thằng con nó hư đốn mà bà mẹ đã uốn nắn nó trở thành một đứa con ngoan. Đấy. Ai mà làm mẹ mà giỏi như tôi. Đấy. Thì cái bài hát này mà hay là nhờ tôi hết. Cái lời bài hát chả có gì. Những cái phần đoạn mà đóng chung với các em diễn viên trẻ thì cũng xoàng thôi, tại vì mấy em cũng sợ, cũng diễn thì cũng được, tóm lại là cũng không phải đối thủ đấy, cho nên là thôi kệ, diễn chung với mấy em thì mình cũng phải mình phải ém lại tài năng đấy, để cho nó ngang hàng với các em, chứ mình diễn quá thì mấy em bảo là mình diễn lấn lướt đấy, cho nên có nhiều lúc có thoại mấy em nói quá trời thì thôi kệ nó, cho nó nói, chứ mày nói nhiều cái trở thành là lèm bèm đấy. Đạo diễn là nó không cho, nó bảo là phải diễn là sắc diễn cái kiểu mà điện ảnh đấy, cái kiểu nữa kiểu mà con Châu Tuấn ấy, đấy diễn là không nói đấy, chỉ niếc mắt đó thế thôi. Đấy, giận chỗ lúc đấy. Còn những cái phân cảnh khốn nạn nhất á là tôi căm thù cái đứa mà nó viết cái kịch bản mà nó cho tôi nhảy xuống sông. Nó xong mà trời ơi, đến cái khúc mà nước nó rầm xuống rồi là nó cạn đấy mọi người. Có bằng này nước thế này còn cái là sừng non. Trời ơi, nói đến nghĩ về mấy cái đoàn nhảy, trời đất ơi, nó thường không thể tả được. Ấy thế mà gan mồm gan miệng, ban biên tập cũng như là một vũ đoàn cùng Đàm Vĩnh Hưng gửi cho em cái clip về coi cho kỹ rồi học từng động tác một. Trời ơi, mấy em kia hả, còn đi thuê thầy về nhảy nữa chứ. Ôi trời ơi, mở ra một cái, trời đất ơi, nó đúng con cái này. Bẹt, bốn cái, xong cái chỉ vô cái bẹt, thằng, xong cái hê, xong cái đập cái bẹt, hê, hết. Thôi, đất ơi, nó tầm thường. Cái điệu nhảy này hả, 40-50 năm trước tôi nhảy rồi. Nhìn em say xưa kia vũ, trong điều vui mâm đô đắm đuối. Cùng nhau ta ca ta hát, trong một đêm hoàn ca tuyệt vời. Vậy nó cái Khmer đó chứ, rồi ôi. Ôi ơi, là trời ơi, hoa đẹp chăm bá hả, là cái kiểu vậy đó. Đó, không dày dày cái hết. Trời ơi, tầm thường, gì hay ho gì cả. Đấy, tôi đuổi hết nhóm múa về rồi, về đi. Múa mà mày gì, về hết rồi. Mọi người ơi, ngày 7 tháng 7, trên kênh Đàm Vĩnh Hưng, mọi người hãy share và coi một bài hát mới nhất. Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Tuyệt vời nha mọi người, và đặc biệt có em đóng ở trong đó nghe chưa. Trời ơi, hay lắm nha. Mọi người hãy coi và share. Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Mình đã có... Người ta nói cái gì vậy? Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Đấy, thôi thì nói lại. Coi MV mình share đi. Bài hát với cái tựa đề là Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Đấy, vừa lòng chưa?